Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối Chủ nhật ngày 21 tháng 2 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay có những tin tức đáng chú ý sau. Lâm Đồng tập trung gia tăng giá trị cho cây trồng. Nông nghiệp Lâm Đồng vượt khó. Tự nguyện xin thoát nghèo. Đà Lạt thêm hấp dẫn từ những nông trại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Để gia tăng giá trị cho cây trồng trong năm 2021, ngành nông nghiệp Lâm Đồng xác định nhiệm vụ trọng tâm là chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với mở rộng mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ và tham gia chuỗi liên kết sản xuất, sơ chế, chế biến, tiêu thụ trên toàn cầu. Theo đó, trong năm 2021, toàn tỉnh Lâm Đồng duy trì diện tích canh tác khoảng 300.000 ha, diện tích gieo trồng đạt 390.000 ha, giá trị thu hoạch bình quân trên 192 triệu đồng một năm một ha. Trong đó, diện tích nông nghiệp công nghệ cao đạt khoảng 6.000 ha, chiếm 21% diện tích canh tác, tăng 2.800 ha so với năm 2020. Diện tích nông nghiệp thông minh đạt 450 ha, tương ứng tăng thêm 100 ha. Tiếp tục tái canh cải tạo 6.500 ha cà phê và giảm 4.000 ha cây trồng khác có giá trị dưới 50 triệu đồng một ha. Đưa diện tích canh tác kém hiệu quả xuống còn gần 52.000 ha, 97% diện tích canh tác. Ngoài ra, ngành nông nghiệp Lâm Đồng còn đẩy mạnh hơn nữa giải pháp phát triển công nghệ sau thu hoạch, khuyến khích phát triển chế biến sâu, chế biến tinh, đẩy mạnh hoạt động xây dựng quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu, nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của nông sản. Trọng tâm là xây dựng và đưa vào hoạt động trung tâm giao dịch hoa, khu công nghiệp, nông nghiệp, mở rộng các mô hình trung tâm sau thu hoạch và quảng bá thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Mặc dù chịu tác động bất lợi của dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên trên địa bàn thành phố Bảo Lộc vẫn có 160 doanh nghiệp được thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp của địa phương này lên hơn 1.124 doanh nghiệp, với tổng số vốn kinh doanh hơn 15.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đầu tư vào thành phố Bảo Lộc trong năm qua chủ yếu tập trung các lĩnh vực như sản xuất chế biến và kinh doanh trà, cà phê, ươm tơ dệt lụa, sản xuất hàng may mặc, dâu tằm, khai thác và chế biến khoáng sản, v.v. Kế đến là các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực thương mại dịch vụ. Số doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2020, ngoài giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm, còn giải quyết công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động của địa phương, tạo sự tăng trưởng tốt cho Bảo Lộc. Chính quyền thành phố Bảo Lộc đang tạo môi trường đầu tư thông thoáng và hỗ trợ tích cực để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn. Để hoàn thành các tiêu chí của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, huyện Đam Sơn đã huy động nhiều nguồn lực thực hiện các dự án tại địa phương. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới năm 2020 của huyện Đam Sơn là trên 484 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương gần 94 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 128 tỷ đồng, ngân sách huyện 51 tỷ đồng, vốn tín dụng là trên 210 tỷ đồng và vốn huy động cộng đồng dân cư đóng góp gần 500 triệu đồng. Từ các nguồn kinh phí nêu trên, huyện Đam Sơn đã tập trung đầu tư các hạng mục công trình như đường giao thông, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế, hỗ trợ sản xuất xây dựng các mô hình giảm nghèo. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng nông thôn mới, hiện nay địa phương đã có hai xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Đạ Rờ San và Rô Men. Các xã Phi Liên và Đạ Cờ Nàng đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ để thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn nông thôn của huyện. Sau hơn 2 năm triển khai chương trình bảo hiểm bò sữa tại Lâm Đồng do Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp APEC thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai đã giúp người nông dân yên tâm hơn cho việc chăn nuôi, mở rộng đàn vật nuôi cho gia đình. Chương trình bảo hiểm bò sữa tại Lâm Đồng với mức phí bảo hiểm 2% một con một năm, mức khấu trừ 30% số tiền bảo hiểm đối với các rủi ro trong chăn nuôi như cháy, nổ, sét đánh, bão, lụt, lốc xoáy, khấu trừ 40% số tiền bảo hiểm đối với các rủi ro như bò chết do dịch bệnh và sinh sản. Sau hơn 2 năm triển khai, Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp ABIC đã cung cấp trên 80 hợp đồng bảo hiểm bò sữa cho trên 80 hộ chăn nuôi vay vốn tại Agribank Lâm Đồng, với tổng số trên 1.100 con bò sữa được bảo hiểm, với chi phí trên 910 triệu đồng. Thông qua việc giải quyết hợp đồng bảo hiểm, ABIC đã giải ngân bồi thường 12 vụ việc thiệt hại về bò sữa do thiên tai dịch bệnh với số tiền gần 400 triệu đồng. Cũng theo đại diện ABIC, trong thời gian tới, ABIC đặt mục tiêu triển khai gói tín dụng bảo hiểm bò sữa tại Lâm Đồng với khoảng 4.000 con. Cùng với đó, Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp còn mở rộng triển khai thực hiện bảo hiểm đối với các đối tượng vật nuôi khác như bò thịt cao sản, heo gà và một số loài cây trồng khác. Nông nghiệp vẫn được xem là trụ đỡ của nền kinh tế quốc gia và điều này càng thể hiện rõ ở một địa phương lấy nông nghiệp làm ngành kinh tế mũi nhọn.
Trong năm 2020, mặc dù là năm gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nông nghiệp Lâm Đồng vẫn vươn lên trong các lĩnh vực sản xuất và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Gia đình anh Nguyễn Văn Kiên, xã Nam Hà, huyện Lâm Hà đã chuyển đổi diện tích cà phê năng suất thấp sang trồng cây măng tây và cho thấy hiệu quả kinh tế khả quan hơn rất nhiều. Điều quan trọng là cây măng tây sản xuất ra được hợp tác xã bao tiêu sản phẩm với giá ổn định đã khiến người dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, yên tâm sản xuất. Từ khi tôi triển khai trồng cây măng tây, tôi thấy như là cái chi phí bỏ ra, qua chi phí đầu tư toàn bộ, thu nhập lại thì tôi thấy là thứ nhất là chi phí so với những cây trồng khác, như cây cà phê rồi, cây hoa thì thực sự là những cây ngắn ngày tôi không nói, nhưng mà thấy cây măng tây thì tôi thấy thu nhập là cao hơn. Cái khí hậu thì nó thay đổi từ mùa khô giao sang mùa mưa thì thấy nó cũng có những cái khó khăn về nấm bệnh rồi các thứ, nhưng mà nếu như mà gia đình mình quản lý được, ví dụ như là mương máng rồi là thoát rồi tỉa cành cẩn thận thì đương nhiên vẫn cho thu nhập cao. Được biết, trong năm 2020, Lâm Đồng đã chuyển đổi hơn 16.700 hectare đất có thu nhập dưới 50 triệu đồng sang trồng một số cây trồng khác có giá trị cao hơn. Trong đó, chuyển đổi đất trồng lúa hơn 2.700 hectare, chuyển đổi đất trồng điều gần 1.900 hectare, tái canh ghép cải tạo gần 7.700 hectare và chuyển đổi gần 4.500 hectare cây trồng khác. Cùng với đó, chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao được đẩy mạnh, với việc tăng trưởng hơn 2.500 hectare so với năm 2019, nâng tổng diện tích nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh lên trên 60.200 hectare. Các phong trào sản xuất này đã được nhiều nông dân và chính quyền các địa phương tích cực thực hiện. Hiện nay thì cái sự chuyển đổi cây trồng đối với người dân hiện nay thì cái vấn đề về vốn là một cái vấn đề mà người dân người ta cũng rất là có nhu cầu cao. Và hiện nay trên địa bàn thì chúng tôi cũng được sự quan tâm của các cái ngân hàng đầu tư, cũng như là đặc biệt là hội nông dân cũng hỗ trợ về các cái tổ hợp tác, các cái mô hình liên kết để cho hỗ trợ vốn vay cho người dân. Trong năm qua, do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi nên cơ cấu đàn vật nuôi cũng thay đổi. Nhiều hộ chăn nuôi heo chuyển đàn sang nuôi gia cầm nên tăng đàn phát triển mạnh với khoảng 10,6 triệu con, tăng gần 6% so với năm 2019. Đàn heo sau khi ổn định tình hình dịch bệnh cũng đã kịp thời phục hồi với gần 417.000 con, tăng gần 19% so với năm 2019. Chăn nuôi bò sữa tiếp tục phát triển ổn định với gần 24.500 con, tăng 7,4%. Trong đó, các nông hộ áp dụng các công nghệ tự động hóa nhằm nâng cao năng suất chất lượng đàn vật nuôi. Sử dụng cái trang trại khép kín công nghệ cao này được ưu điểm là công nhân giảm chi phí đỡ công nhân và nhiệt độ tự động chạy. Nếu mà nhiệt độ nó cao thì quạt tự nó chạy và là làm mát. Và trong môi trường thì nó không gây ô nhiễm môi trường. Ưu điểm vậy, gà thì mau lớn, ít dịch bệnh. Năm 2020, tăng trưởng ngành đạt khoảng 4,4% so với năm 2019. Tổng sản phẩm đạt hơn 25.300 tỷ đồng. Giá trị sản xuất bình quân đạt 180 triệu đồng mỗi hecta. Đó là những thành quả đáng ghi nhận của ngành nông nghiệp vượt qua trong một năm đầy những khó khăn biến động. Đây là nền tảng để nông nghiệp Lâm Đồng thực hiện thành công các mục tiêu kế hoạch trong năm 2021. Thì chúng tôi đã đề ra mấy cái nhiệm vụ quan trọng. Thứ nhất là tiếp tục cơ cấu lại cái ngành nông nghiệp theo hướng phát triển toàn diện, bền vững và hiện đại, sản xuất các hàng hóa đáp ứng với hội nhập quốc tế, đặc biệt là các cái hiệp định mà chúng ta đã ký với châu Âu, ký một số nước, đảm bảo về số lượng, chất lượng các cái loại hàng hóa phù hợp với cái lợi thế của tỉnh Lâm Đồng, đẩy mạnh cái việc mà sản xuất theo cái hướng an toàn, chất lượng cao, không lấy số lượng, lấy chất lượng, thương hiệu của sản phẩm là chính, an toàn với con người và an toàn với môi trường, rà soát lại tất cả các cái quy trình, kể cả các quy trình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao để mà cái định hướng tốt cho sản xuất không gây đến ảnh hưởng đến môi trường. Bằng những chính sách cụ thể, sự nỗ lực của cộng đồng các doanh nghiệp,
và của bà con nông dân. Tin chắc rằng ngành nông nghiệp Lâm Đồng tiếp tục khắc phục những khó khăn thách thức, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2021. Để dẫu có nhiều biến động của thực tế khách quan, nông nghiệp Lâm Đồng đã vượt khó đi lên. Các chi nhánh ngân hàng Lâm Đồng đẩy mạnh phát triển hệ thống giao dịch tự động, tăng cường phối hợp hoạt động tại các chốt kiểm dịch y tế nhằm thực hiện tốt công tác chống dịch bệnh COVID-19 là thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Nhằm hạn chế sử dụng tiền mặt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lâm Đồng đã tập trung phát triển mạnh hệ thống giao dịch tự động. Năm 2020, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 240 máy giao dịch tự động, tăng 19 máy so với năm trước. Có thêm 21 điểm chấp nhận thanh toán bằng thẻ. Được số điểm chấp nhận thanh toán thẻ đạt 1.519. Tổng số thẻ nội địa và quốc tế đang hoạt động đến cuối năm là 1.098.000 thẻ. Song song đó, hiện nay các ngân hàng thương mại đã triển khai có hiệu quả hệ thống Internet Banking, Mobile Banking. Với các hệ thống ứng dụng này có rất nhiều tiện ích, vừa nhanh chóng, thuận tiện, vừa đảm bảo an toàn, bảo mật tuyệt đối cho khách hàng, hạn chế sử dụng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ. Ngoài ra, tổng số đơn vị đã ký hợp đồng trả lương qua tài khoản trên địa bàn tỉnh đạt 1.740 đơn vị. Trong đó, số đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã thực hiện trả lương qua tài khoản là 1.165 đơn vị. Những năm qua, huyện Lâm Hà được đánh giá là một trong những địa phương làm tốt công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Hàng năm, huyện triển khai lồng ghép nhiều chương trình xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học, từ chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xã hội hóa, kêu gọi sự vào cuộc của các phụ huynh để đầu tư xây mới, sửa chữa các trường lớp học. Vì vậy mà nhiều trường học trên địa bàn huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Riêng trong năm 2020, huyện Lâm Hà đã có 22 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, công nhận mới 17 trường, công nhận lại 5 trường, nâng tổng số trường công lập đạt chuẩn lên 63 trên 79 trường, đạt tỷ lệ trên 79%. Trong năm học 2020-2021 này, toàn huyện có 82 trường học thuộc các bậc học với trên 36.800 học sinh, tăng gần 540 học sinh so với năm học trước. Huyện cũng đẩy nhanh việc kiên cố hóa trường lớp, nên số phòng học kiên cố đến nay đã đạt 978 trên 1.160 phòng, chiếm tỷ lệ hơn 84%. Với việc nâng cao trường học đạt chuẩn quốc gia là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, qua đó tiếp tục khẳng định được chất lượng, tạo uy tín và niềm tin đối với chính quyền địa phương, phụ huynh và học sinh trên địa bàn huyện. 5 năm qua, mặc dù còn có những khó khăn nhất định, tuy nhiên Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện việc trợ giúp pháp lý cho khoảng 10.000 lượt người dân. Các đối tượng được trợ giúp pháp lý chủ yếu là người nghèo, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế khác trong xã hội. Ngoài trợ giúp pháp lý được thực hiện tại các trung tâm, trong thời gian gần đây còn được tổ chức tại các khu dân cư, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa. Công tác trợ giúp pháp lý cũng được mở rộng và đi vào chiều sâu, vừa giúp người dân nâng cao về nhận thức pháp luật, đồng thời có thể áp dụng giải quyết các vấn đề pháp lý nảy sinh trong đời sống thường nhật. Riêng trong năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tuy nhiên, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý vẫn tổ chức đưa pháp luật tới với gần 3.000 lượt người dân, qua đó góp phần phát huy vai trò của pháp luật trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Sở Y tế Lâm Đồng có văn bản gửi Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố và các trung tâm y tế huyện, thành phố tăng cường hoạt động tại các chốt kiểm dịch y tế trên địa bàn toàn tỉnh. Thực tế, qua kiểm tra giám sát của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Sở Y tế và phản ánh của một số đơn vị, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các đơn vị trong ngành tại các chốt kiểm dịch còn chưa chặt chẽ. Một số trường hợp qua chốt chưa khai báo. Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ của chốt kiểm dịch y tế, Sở Y tế đề nghị Công an tỉnh là đơn vị chủ trì chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại Đạ Oai và chỉ đạo công an các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với các ban ngành tại địa phương, chăm lo sức khỏe, đảm bảo cơ sở vật chất cho toàn bộ nhân viên, các lực lượng tại chốt kiểm dịch y tế trên địa bàn.
chỉ đạo các lực lượng tại các chốt thực hiện nghiêm việc kiểm tra, đo thân nhiệt và tuân thủ khai báo y tế. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch của địa phương. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố có thành lập chốt kiểm dịch y tế trên địa bàn là đơn vị chủ trì, phân công hỗ trợ, thực hiện tốt công tác điều hành tại chốt kiểm dịch của địa phương. Xây dựng lịch trực, đảm bảo thường xuyên có nhân viên y tế của đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp cùng thực hiện nhiệm vụ. Theo thống kê đến nay, tại 13 chốt kiểm dịch y tế trong toàn tỉnh đã kiểm tra trên 225.000 lượt phương tiện các loại, với tổng số trên 700.000 lượt người được kiểm tra, đo thân nhiệt và khai báo y tế, không phát hiện người có dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19. Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Lâm Đồng cho biết do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên tổng lượng khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 giảm mạnh. Cụ thể, từ ngày 10 đến 16 tháng 2, lượng khách đến tham quan tại các khu điểm du lịch ước đạt khoảng 45.000 lượt, giảm tới 83% so với cùng kỳ năm 2020. Lượng khách qua lưu trú ước đạt khoảng 40.000 lượt, giảm 63% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên một số cá nhân tổ chức đã hủy đặt phòng, tour đến Lâm Đồng. Các khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch bị hủy khoảng 80% số phòng đã đặt, thiệt hại khoảng 36 tỷ đồng. Đối với các khu điểm du lịch có đến gần 90% các công ty lữ hành hủy tour, thiệt hại khoảng 9,6 tỷ. Lĩnh vực lữ hành vận chuyển du khách hủy khoảng 95%, thiệt hại khoảng 20 tỷ. Tổng thiệt hại trong lĩnh vực du lịch dịp Tết Tân Sửu là trên 65 tỷ đồng. Sở Y tế triển khai kế hoạch lập hồ sơ sức khỏe điện tử, quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2021, với tổng kinh phí cho dự án này là 200 triệu đồng. Theo đó, mục tiêu triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử nhằm quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn Lâm Đồng, đảm bảo mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu về sức khỏe người dân tại Trung tâm Dữ liệu Y tế Quốc gia. Hồ sơ sức khỏe điện tử là tài liệu y tế ghi lại quá trình chăm sóc sức khỏe của một người từ lúc sinh ra cho đến khi mất đi. Dự kiến trong năm 2021 có trên 95% trẻ sinh ra được tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử. 90% người dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn Lâm Đồng được tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử, và ít nhất 20% hồ sơ sức khỏe điện tử được cập nhật đầy đủ thông tin theo quy định. Đến năm 2025, có 95% người dân trên địa bàn tỉnh có hồ sơ sức khỏe điện tử, được cập nhật thông tin sức khỏe thường xuyên và được kết nối với tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên cả nước. Thông tin đáng chú ý trong phần tin trong nước: tự nguyện xin thoát nghèo, nâng cao vị thế cho nông dân thời công nghệ. Bộ Tài chính vừa có tờ trình chính phủ phê duyệt chủ trương xây dựng nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần duy trì và khôi phục sản xuất. Cụ thể, đối với thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đề nghị thời gian gia hạn là 5 tháng. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, thời gian đề nghị gia hạn là 3 tháng. Đối với tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh cá nhân thuộc đối tượng được giảm. Tổng số tiền dự kiến được khoản giảm nộp thuế đợt này ước tính khoảng 115.000 tỷ đồng. Xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định là xã đặc biệt khó khăn, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong những năm qua, đã có nhiều hộ dân tập trung phát triển sản xuất, tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo để nhường lại phần hỗ trợ cho các hộ khó khăn hơn. Qua đây, tạo được sự lan tỏa về tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Chồng ốm đau, bệnh tật từ nhiều năm nay, lại phải nuôi hai con ăn học nên gia đình chị Đinh Thị Hằng ở xã Ân Nghĩa lâm vào cảnh khó khăn. Chỉ được chính quyền địa phương cho vào diện hộ nghèo và hưởng nhiều chính sách hỗ trợ. Tuy nhiên, không vì thế mà chị Hằng trông chờ, ỷ lại mà cố gắng vươn lên phát triển sản xuất. Từ hai bàn tay trắng, đến nay chị đã có cho mình một đàn heo, con gà, vườn keo để tạo sinh kế ổn định. Năm 2020, chị Hằng quyết định xin thoát hộ nghèo. Nhiều người còn khổ hơn mình nữa. Bây giờ thì mình nhường cho người ta, rồi nói cho người ta vươn lên thì người ta nhường cho người khác nữa. Theo quy định, hộ nghèo sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ về khám chữa bệnh, miễn giảm học phí con em đi học, hỗ trợ vay vốn xây dựng nhà ở, tiền điện sinh hoạt. Nên trên thực tế, có nhiều hộ đã thật sự thoát nghèo nhưng vẫn không muốn ra hộ nghèo. Tuy nhiên, đối với những người dân xã Ân Nghĩa, ngoài tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo, còn là lòng tự trọng
sự sẻ chia khó khăn đối với người khác. Bây giờ là thấy gia đình đầy cũng đã tạm đầy đủ rồi, không có gì hết để cho những người khác họ được hưởng đi. Nhường lại cho người khác để mình thoát ra, để mình ráng cũng cố gắng làm. Sau này người ta cũng như mình. Xã Ân Nghĩa có trên 3.000 hộ dân. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 là 22,72%. Đến năm 2020 giảm xuống 10,72%. Toàn xã hiện còn 288 hộ nghèo. Trong 2 năm 2019 và 2020, có 16 hộ tự nguyện xin thoát nghèo bền vững. Trong cái thời gian gần đây thì như năm 2019, sau khi điều tra rà soát thì cũng có một số hộ cũng sinh ra hộ nghèo, cho nên là nó cũng gây tác động rất lớn cho cái xã hội. Và đối với những hộ khác, hộ còn nghèo thì họ cũng cố gắng để nó vươn lên. Khi mà cái hộ nghèo á, mà làm cái đơn á, rút ra khỏi hộ nghèo thì rõ ràng là khi trước khi đồng ý rút ra thì phải kiểm tra rà soát lại cái hộ nghèo đó, phải đảm bảo theo cái chuẩn đa chiều mà ban hành theo cái giai đoạn 2016-20. Qua kiểm tra thấy rằng là gần hầu đủ điều kiện đó thì xin ra thì đồng ý. Câu chuyện tự nguyện xin thoát nghèo không chỉ thể hiện ý chí vươn lên, tinh thần sẻ chia của người dân xã Ân Nghĩa mà còn ghi nhận sự nỗ lực của địa phương trong công tác giảm nghèo bền vững. Trên những cánh đồng thẳng cánh cò bay ở đồng bằng sông Cửu Long, hiệu quả sản xuất và năng suất ngày càng được nâng lên. Một phần chính nhờ việc nông dân đã chủ động ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Công nghệ đã hiện diện ở nhiều lĩnh vực sản xuất, từ thủy sản đến lúa gạo. Từ đó không chỉ thay đổi cơ bản phương thức sản xuất của bà con nơi đây, mà còn nâng tầm vị thế của nông dân thời đại mới. Ghi nhận tại tỉnh Trà Vinh, một trong các địa phương có nhiều tiềm năng về sản xuất nông nghiệp đang chờ được đánh thức ở đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ với một đĩa vi sinh nhỏ bé này có thể cho biết số lượng vi khuẩn có lợi và có hại trong nước ao tôm để có cách xử lý kịp thời. Hay đơn giản hơn, đó là mô hình ao nuôi trẻ bạc siêu thông canh xe nổi trên mặt đất. Đây là những công nghệ mà anh Trần Ngọc Sơn ở xã Long Toàn, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đã ứng dụng hiệu quả trên trang trại của mình. Tốt hơn 80% so với cái cách truyền thống. Cách truyền thống thì bà con cứ thả tôm xong rồi nhìn màu nước hoặc là nhìn con tôm đi đón, nhưng mà bây giờ là ứng dụng công nghệ vào, tức là mình biết quá trình con tôm ăn như thế nào, kiểm soát được môi trường như thế nào, kiểm soát được dịch bệnh như thế nào. Còn đây là hệ thống bẫy côn trùng thông minh ứng dụng công nghệ 4.0. Sử dụng trí tuệ nhân tạo có thể nhận dạng các loại sâu dày thiên địch. Hệ thống quan trắc nước thông minh có thể cập nhật về độ mặn, mực nước thủy triều để chủ động trữ nước phục vụ sản xuất, đã giúp nông dân giảm rủi ro, tăng năng suất, hướng đến sản xuất bền vững. Sau khi có máy kiểm soát này thì kiểm soát được dịch bệnh, sâu bệnh này kia, thì nông dân hạn chế sử dụng thuốc hóa học và cái giảm thiểu cái tăng cái lợi nhuận cho bà con. Ứng dụng công nghệ là xu hướng tất yếu trên những cánh đồng vuông tôm lớn hiện nay. Tuy nhiên, những mô hình này vẫn còn khá khiêm tốn trong tổng diện tích sản xuất nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, Trà Vinh có nhiều lợi thế về nguồn nước mặn, nhưng nuôi tôm ở đây chủ yếu theo phương thức truyền thống. Hiện chỉ khoảng 5% diện tích tôm được nuôi theo mô hình công nghệ. Cái vấn đề ở đây là công nghệ rất là đắt tiền, 5 lần nhiều hơn cái bình thường hiện tại. Thì do đó mà người nông dân thì họ cũng không có khả năng để mà họ đầu tư. Như chúng tôi đó thì phải có cái mô hình kinh doanh phù hợp để đem công nghệ vào mà người nông dân sẵn sàng để trả. Hiện nhiều địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long đã chủ động khuyến khích kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, đặc biệt chú trọng việc đưa công nghệ vào sản xuất. Các địa phương cũng đang tích cực tổ chức lại sản xuất, xây dựng các vùng chuyên canh phù hợp với đặc điểm và lợi thế từng tiểu vùng để sản xuất đại trà sản lượng lớn. Xác định việc áp ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh đó ở các lĩnh vực như nông nghiệp, rồi thương mại, dịch vụ và sản xuất của các doanh nghiệp của người dân đó thì là một cái phần rất quan trọng trong các cái chuỗi giá trị của sản phẩm hàng hóa. Thì từ đó là mới đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. Thì như thế thì mới là phát triển được bền vững cái kinh tế sản xuất của người dân. Đưa công nghệ 4.0 vào sản xuất nông nghiệp là con đường mở nhưng còn rất gian nan. Đòi hỏi đầu tư đúng mực và sự chủ động tích cực trong việc thay đổi tư duy, cách thức sản xuất từ chính người nông dân để nâng cao vị thế của họ trong sản xuất nông nghiệp thời đại mới.
phát triển du lịch trang trại, thêm nhiều điểm nhấn cho du lịch Đà Lạt là thông tin cuối của bản tin thời sự tối nay. Với mong muốn đem lại những trải nghiệm mới cho người dân và du khách khi đến với Đà Lạt, nông trại Cừu và làng nấm Đà Lạt đã đầu tư không chỉ về không gian, tạo những điểm check-in độc đáo mà còn rất chú trọng vào chất lượng sản phẩm nông sản sạch, đặc trưng của địa phương, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Không cần phải đến tận Phan Rang, nơi có những đàn cừu rộng lớn. Chỉ cần ở ngay trung tâm thành phố Đà Lạt, du khách cũng đã có được những trải nghiệm tuyệt vời với loài động vật này. Nằm ở địa chỉ 100 Cam Ly, thôn Măng Linh, phường 7, nông trại hiện đang có 60 con cừu. Và để cừu thích nghi với môi trường sống ở đây, chủ nông trại đã phải tìm hiểu nghiên cứu rất nhiều. Tôi đến đàn cừu được vào chuồng để giữ ấm, sáng đến trưa được thả trong khuôn viên nông trại để phơi nắng. Thức ăn của cừu là chỉ cho ăn cỏ voi này. Cỏ voi hoặc là mình cho ăn thêm thực phẩm, ví dụ như là cám, thường người ta gọi là cám. Đó. Rồi cái cám là mình cho ăn bổ sung thêm thôi, còn thường là mình cho ăn cỏ là chính. Cừu là loài động vật lành tính, du khách có thể đứng gần, thỏa sức cho ăn và chụp ảnh. Và cùng với bầy cừu trắng, những tiểu cảnh nhỏ xinh như cánh cọng phụ hoa, quạt gió phiên bản mini cũng khiến cho không gian nông trại thêm đặc biệt. Ngoài ra ở đây còn có nhiều loại nông sản như dâu tây, cà chua, atiso được trồng theo hướng nông nghiệp công nghệ cao để du khách được trải nghiệm tự thu hoạch và mang về làm quà. Thắc mắc, mình tìm hiểu thử, xem thử, cũng rất là thơ mộng, có hoa, có hồ, có cừu, có điểm vui chơi cũng hợp lý. Cũng trên cung đường Cam Ly này, hướng về khu vực trường cao đẳng du lịch Đà Lạt, còn có một trang trại nấm được bắt đầu đón khách từ cuối năm 2019. Sau hơn 10 năm tìm tòi học hỏi của chủ trang trại để xây dựng hoàn chỉnh một trang trại rộng khoảng 7 hectare, làng nấm thu thập những phần phụ của ngành công nghiệp như bã mía, sợi và giấm bào cao su và ủ bằng công nghệ lên men của Nhật để cho ra một loại dinh dưỡng tốt nhất cho cây nấm. Trong thời gian hoạt động thì công ty chúng tôi có tiếp đón những đối tác, người quen đến có trải nghiệm là tham quan và hái nấm. Thì mọi người có cảm giác rất là thích thú. Thì từ đấy mà công ty quyết định là mở rộng cái mô hình này ra với cộng đồng để tất cả mọi người có thể có được những cái trải nghiệm thú vị như vậy. Khi quyết định chia sẻ niềm say mê nấm cho mọi người, làng nấm đã dành ra một phần diện tích của trang trại để thiết kế thành không gian đặc sắc phục vụ khách tham quan. Tại đây, du khách sẽ được giới thiệu công đoạn trồng 11 loại nấm như nấm hương, hồng chi, linh chi, tú trân, mỡ, bào ngư trắng, notaki, hoàng kim, hầu thủ, hồng ngọc và nấm mèo. Từ trộn đất, ủ đất, cấy mèo, vòng đời sinh trưởng cho đến thu hoạch. Đặc biệt, du khách có thể trực tiếp cảm nhận mùi vị của nấm bằng trải nghiệm cách hái, ăn sống hay chế biến tại chỗ. Hôm nay thì em đã đến được 3 địa điểm là làng hoa Vạn Thành, hầm rượu Vĩnh Tiến và trại nấm. Thì địa điểm mà em thích nhất hiện tại là trại nấm này. Em cảm thấy những cái nấm ở đây trồng rất là sạch, nguyên liệu từ tự nhiên. Thì em nghĩ là em cũng sẽ mua về một ít quà để cho gia đình. Câu chuyện từ những nông trại nuôi cừu trồng rau như thế này là những câu chuyện cụ thể gắn với nền tảng nông nghiệp và ý tưởng được xây dựng từ chính những con người yêu Đà Lạt. Với mong muốn giữ gìn môi trường và quý trọng sản phẩm do mình làm ra, chính những điều đó đã góp phần cho thành phố Hoa ngày thêm thu hút du khách bốn phương. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.